Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, trân trọng và kính mến, và trong buổi tối ngày hôm nay, bên gia đình chúng ta đang được hân hoan nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của các mẹ, các chị bên trời phụ nữ xóm chúng ta. Và xưa nay cũng xin được trân trọng kính mời liên tục tới sự hiện diện của toàn thể quý vị đang ở phía ngoài cánh cổng hoa. Chúng ta sẽ cùng hiện diện về phía cánh cổng tư ra cánh cổng hoa của gia đình chúng tôi để cùng tiến sâu tiến sát vào lâu đài tình ái của nàng dâu Phương Thảo. Xin được trân trọng kính mời. Và kính thưa toàn thể quý vị, trân trọng và kính mến, trong buổi tối ngày hôm nay, cánh cổng hoa huân trường của gia đình chúng tôi vẫn tiếp tục và tiếp tục rộng mở để đón chào quý vị, đặc biệt là bên trời phụ nữ xóm trắng khát của chúng ta. Và ngày hôm nay gồm các nhóm trong chi hội cũng đã cùng trở về đây. Và ngày hôm nay cũng xin được trân trọng kính mời các hội chị em bên các nhóm của chi hội phụ nữ xóm trắng khát chúng ta sẽ cùng hiện diện đông đủ về huân trường cưới của gia đình gia chủ đảng cả chúng tôi, để chúng ta cùng chính thức bước vào chương trình hát mừng xuân mới cho cô dâu Phương Thảo sánh tuân cùng chàng rể Việt Thắng trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa toàn quý vị, trân trọng kính mến, đặc biệt là chi hội phụ nữ xóm chúng ta trân trọng và kính mến, ngày hôm nay bên gia đình gia chủ đảng cả chúng tôi đã chuẩn bị những bàn tiệc ngọt lung linh hạnh phúc sắc màu để được trân trọng kính mời sự hiện diện của bên các chị em bên chi hội phụ nữ chúng ta đã cùng trở về huân trường cưới của gia đình chúng tôi. Và ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng chọn cho mình những chỗ ngồi thư thái và thoải mái nhất, hạnh phúc nhất, lung linh hạnh phúc sắc màu trong buổi tối hôm nay, để chúng ta cùng chuẩn bị đồng hành với gia đình, đồng hành với ekip chương trình để chuẩn bị bắt đầu chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ trong buổi tối hôm nay. Xin được trân trọng kính mời toàn quý vị. Mắt liếc lại bằng ba đứng gần, cô hát mời trầu Hà Nam quê ta duyên dáng tiết tha, phù lý quê nhà câu dân ca. Có từ bao giờ mà để thương để nhớ, để đợi để chờ về bên phù vân, đi trên con đường mới tìm câu dân ca. Thanh Châu vẫn nghe câu ca nao lòng, anh sang chợ bầu tìm mua bồ câu, anh qua cầu Hồng Phố phố lý ơi. Câu hát dân ca mà em vẫn hát, Châu này Châu tính Châu tình, anh còn son em cũng còn son, anh về thưa với mẹ cha để đôi ta được làm con một. Bay quanh bên những rừng mơ.
chàng trai khôi ngô ghê. Có tiếng ngựa phi chị Chu Hội Trường, cũng là một hội viên trong chi hội phụ nữ xóm chúng ta hôm nay. Xin một tràng pháo tay thật lớn quý vị ơi. Và kính thưa tổ chức quý vị trân trọng và kính mến, giờ đây bên chi hội phụ nữ xóm chúng ta đã hiện diện đông đủ về hôn trường cưới của gia đình chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Và giờ đây xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của người mẹ kính yêu của nàng dâu trở về hôn trường để chính thức gặp gỡ bên chi hội phụ nữ xóm chúng ta. Xin được trân trọng kính mời. Và để đồng hành với người mẹ kính yêu của nàng dâu, xin được trân trọng kính mời chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm Trắng Cát chúng ta cũng đồng hành gửi thân trở về hôn trường cưới ngày hôm nay. Và quý vị, chúng ta sẽ dành tặng cho người mẹ kính yêu của nàng dâu, chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm Trắng Cát chúng ta một tràng pháo tay thật lớn quý vị ơi. Thưa tổ chức quý vị trân trọng và kính mến, ngày hôm nay bên gia đình gia chủ đàng gái, đặc biệt là người mẹ kính yêu của nàng dâu, cũng là một hội viên ưu tú bên chi hội phụ nữ xóm Trắng Cát của chúng ta, ngày hôm nay đã tổ chức chương trình buổi đại lễ vu quy cho người con gái yêu dấu của mình để trở về bên gia đình nhà chồng làm dâu được hạnh phúc trọn vẹn trăm năm. Và bên gia đình chúng tôi cũng đã gửi tấm thiệp hồng tới bên chi hội phụ nữ xóm Trắng Cát chúng ta cùng bất chút thời gian vàng son vàng ngọc của mình
để cùng về tề tựu tại hôn trường cưới của nàng Phương Thảo của gia đình đàn cá chúng tôi trong buổi tối hôm nay, để gửi gắm những lời yêu thương chúc mừng với những món quà trao tặng ngày hôm nay, để cho nàng dâu Phương Thảo sánh duyên cùng chàng rể Việt Thắng được trăm năm hạnh phúc bên nhau. Và ngày hôm nay bên gia đình chúng tôi rất là hân hạnh đón tiếp sự hiện diện của toàn thể quý vị, đặc biệt là bên chi hội phụ nữ xóm chúng ta đã cùng trở về đây. Xin gửi những lời yêu thương, những lời hạnh phúc, những lời cảm ơn chân thành nhất tới sự hiện diện của bên chi hội phụ nữ cũng như toàn thể quý vị quan viên bên gia đình trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngay sau đây, để mở đầu cho chương trình hát mừng xuân mới cũng như là giao lưu giữa bên gia đình và bên chi hội phụ nữ xóm Tráng Cát chúng ta ngày hôm nay, xin được màn phép được bắt đầu. Và ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt về hôn trường để chính thức gặp gỡ chi hội trường của chi hội phụ nữ xóm Tráng Cát chúng ta, chính thức có đôi lời phát biểu chúc phúc và sau đó là món quà trao tặng. Xin được trân trọng kính mời. Rất cảm ơn lời những lời của anh MC ạ. Tôi cũng lúc nãy cũng giới thiệu rồi, với chi hội trưởng chi hội phụ nữ của xóm Tráng Cát, cũng lời đầu tiên cũng rất là cảm ơn có lời mời trân trọng đến chi hội của chị em phụ nữ xóm Tráng Cát. Hôm nay chị em về mừng chúc mừng hạnh phúc của hai em, cũng có món quà nhỏ để chúc mừng hạnh phúc của hai em ạ. Chúc em trăm năm hạnh phúc, chúc tất cả các cụ ông cụ bà, các chị em trong chi hội có một sức khỏe dồi dào, luôn hạnh phúc, thành công ạ. Xin cảm ơn ạ. Xin một tràng pháo tay thật lớn quý vị ơi. Kính thưa tổ chức quý vị, trân trọng và kính mến, chẳng có ngày hôm nào đẹp bằng ngày hôm nay. Bởi ngày hôm nay bên gia đình đảng cái chúng tôi đã tổ chức chương trình buổi đại lễ vu quy cho nàng dâu Phương Thảo và chàng rể Việt Thắng được thành công trọn vẹn. Và ngày hôm nay với sự hiện diện và có mặt của quý vị bên chi hội phụ nữ lại còn trọn vẹn hơn, tình yêu đó được thắm thiết hơn, được gắn bó hơn và chương trình hôm nay được thành công hơn, trọn vẹn hơn. Và ngay bây giờ để đáp lại tình cảm với sự hiện diện đông đủ, sự hiện diện của bên chi hội phụ nữ ngày hôm nay, vừa là một người mẹ, vừa là một chi hội trong chi hội phụ nữ chúng ta. Ngày hôm nay người mẹ, người làm cha, làm mẹ, đặc biệt người làm mẹ trong chi hội phụ nữ thì chắc hẳn trong mỗi chúng ta, những người làm mẹ ai ai cũng mong muốn rằng nuôi nấng con cái của mình lớn khôn và trưởng thành, cũng xây dựng hạnh phúc riêng, có chồng có vợ giống như con cái của nhà người ta. Và ngày hôm nay đã thể hiện được cái trách nhiệm và nghĩa vụ của người làm cha làm mẹ, đặc biệt là một người phụ nữ trong chi hội của chúng ta, trở thành một chi hội vững mạnh, đoàn kết thì không thể thiếu được những gia đình hạnh phúc, những người làm cha làm mẹ, đặc biệt là những người mẹ thật là tảo tần, thật là hạnh phúc. Như tình bạn đã nói rằng phụ nữ ba đảm đang, và ngày hôm nay người mẹ kính yêu của nàng dâu đã thể hiện được những cái điều đó. Và ngày hôm nay với sự hiện diện và có mặt của toàn thể quý vị, đặc biệt hơn nữa những lời chúc và món quà trao tặng ngày hôm nay, sau đây xin mời người mẹ kính yêu của nàng dâu sẽ có đôi điều cảm ơn tới toàn thể quý vị, đặc biệt là bên chi hội phụ nữ xóm chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Hôm nay là cái ngày thôi càng lên gia đình trở về vui cho con. Tên mình là bán xác dân tộc, mình ơi xin khỉ cái thiền dân tộc mình nha, bán xác mình. Đây được cả khát tối nha Linh, gia đình có sẽ việc vui cho con. Đề nghị có mời chị em lang chơ, lang lên đi đều về để giao lưu văn nghệ chung vui cùng gia đình. Chị em về con có cái món quà để chúc phúc cho hai con, 5 năm hạnh phúc. Đề gia đình xin cảm ơn. Đề gia đình xin, thay mặt gia đình tôi xin chúc chị em phụ nữ mến luôn mạnh khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi xin hết ạ. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ dành tặng cho người mẹ kính yêu của nàng dâu và bên chi hội trưởng phụ nữ chúng ta một tràng pháo tay thật lớn. Và sau đây xin mời mẹ và chi hội trưởng trở về bàn tiệc ngọt dự ngày hôm nay, để chúng ta sẽ cùng mở đầu với chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ với màn múa Thái ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời các chị em bên chi hội phụ nữ xóm chúng ta sẽ cùng trở về hôn trường để cùng trở về đội hình đẹp nhất ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời.
sau đây xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nguyên chủ hội trưởng chủ hội phụ nữ xóm Tráng Cát. Chúng ta sẽ cùng gửi gắm những tình cảm yêu thương của mình tới huân trường gia đình đảng cả chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Cũng xin cảm ơn anh MC đã nhận lời cho tôi ảnh lên trang để được của anh nha. Mà tôi cũng xin phát biểu bằng tiếng mường thôi ạ. Khi chẳng kinh tối thời tôi khỉ đặt quả tôi khỉ ớt loạn. Sụp đổ người anh. Dạ mà thằng đấy nè, lực tiệm con xin cảm ơn gia đình đã có lời mời đến nên con đều vô cái chung vui có cái ngày hạnh phúc của cô Tháo. Mà để nghe hay, đó là chính là ai có cái gì chỉ có món quà thân thôi. Mày xin nghe mày lùm tất cả các chị em uốn màng nên ố nhà nữa đầy vui mà đầy mừng không. Giờ này em mà đang là hơn ngày hạnh phúc của cô Thảo đến như thời điểm này cũng làm lòn vẹn thôi. Hay này bên Hà uốn màng người cũ cũng như là người mới có một bài hát đảo gọi là cười đến tất cả uốn màng vẫn toàn thể hồi trăng khởi nghe mày nè. Nó hát hay á, bằng cái hay hát á, bằng ngày mai mà tôi có bối rối quá, tôi có hát khoáng người ta hãy uốn màng ăn cười tôi mà phải vỗ tay cho tôi không. Oh,
Vâng, xin chân thành cảm ơn lời ca tiếng hát của chi hội phụ nữ xóm chúng ta, đặc biệt là chi hội trưởng đương nhiệm và đường nguyên chi hội trưởng của chúng ta ngày hôm nay. Cho một tràng pháo tay nữa quý vị. Vâng, cảm ơn hai chị hội trưởng. Mà
tới tất cả các cụ ông, cụ bà, các chị em trong chi hội một bài hát Thề Non Hẹn Biển ạ. Hai chúng ta đã yêu nhau nồng nàn, nhưng lấy gì để minh chứng con tim? Anh hứa đi, anh hứa với em một lời, dù chỉ một lời để em vững lòng. Em chớ lo chi, trái tim em luôn một lòng, không bao giờ xin được chân thành cảm ơn bên chi hội trưởng và một hội viên trong chi hội phụ nữ xóm chúng ta. Biết mấy những người còn năm ấy gian khổ coi thường
vượt mọi hiểm nguy, dựng xây quê hương đón nước đẹp giàu Lạc Sơn hôm nay em ngắm anh say. Về Lạc Sơn quê ta hôm nay cây rừng lên xanh lúa đồng chiếu hạt, về Lạc Sơn quê ta hôm nay vui với tự hào vui trong ánh mắt, do đi đói nghèo gian khó ta vượt lên. Về Lạc Sơn và xem ngô đông cánh đồng mướn vang, thương cốc tre thơm về thăm chiến khu, nhớ truyền thống xưa đất quê ta khoai bụi mía ngọt, người quê ta sống tình thương nhân ái, anh hiền sáng người rạo rực lòng ta, tình yêu quê hương yêu đất yêu mường, để ta yêu sao yêu mãi quê mình ơi. Con đường thênh thang ngôi trường cao rộng, về Lạc Sơn quê ta hôm nay trên cánh đồng làng ngân vang tiếng hát, bên sông sông người câu hát trao duyên đẹp xa. Lạc Sơn quê ta xây làng văn hóa duyên dáng đổi thay, tình ai đắm say quê mình hôm nay. Bao nhiêu năm theo lời đáng gọi, yêu biết mấy những người con năm ấy, gian khổ coi thường vượt mọi hiểm nguy, dựng xây quê hương đón nước đẹp giàu Lạc Sơn hôm nay em ngắm anh say. Về Lạc Sơn quê ta hôm nay cây rừng lên xanh lúa đồng chịu hạt, về Lạc Sơn quê ta hôm nay vui với tự hào vui trong ánh mắt, do đi đói nghèo gian khó ta vượt lên. Về Lạc Sơn và xem ngô đông cánh đồng mướn vang, thương cốc tre thơm về thăm chiến khu, nhớ truyền thống xưa đất quê ta khoai bụi mía ngọt, người quê ta sống tình thương nhân ái, anh hiền sáng người rạo rực lòng ta, tình yêu quê hương yêu đất yêu mường, để ta yêu sao yêu mãi quê mình ơi. Lạc Sơn hôm nay em mãi I'm
Và thưa quý vị, sẽ cùng trở về với nhạc phẩm Gửi Về Quan Họ. Và lẽ rằng hai chị em mình xin một tràng vỗ tay nho nhỏ của các chị có được không ạ? Chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để luôn làm người chèo lái đưa bên Chi Hội Phụ Nữ xóm Tráng Cát chúng ta đi lên vững mạnh và đạt nhiều thành công hơn nữa, và sẽ trở thành một Chi Hội Phụ Nữ mạnh nhất của huyện Lạc Sơn chúng ta nói riêng và tỉnh Hòa Bình chúng ta nói chung, có được không quý vị? Xin được trân trọng kính mời bên chị em bên Chi Hội Phụ Nữ xóm chúng ta sẽ cùng trở về hôn trường và đồng hành với Chi Hội Phụ Nữ chúng ta. Cũng xin được trân trọng kính mời các bác các anh về gia đình cũng trở về hôn trường. Xin được trân trọng kính mời. Và một lần nữa xin được trân trọng kính mời các chị, các mẹ,
bên hội phụ nữ xóm chúng ta, cùng toàn thể quý vị bên gia đình chúng ta sẽ cùng chị Đức khởi thân đứng dậy để trở về hôn trường để kêu vũ tự do đêm nay. Xin mời. I'll be holding you forever, stay with you together. You're my heart, you're my soul. Close the door and believe my burning heart. Feeling the right, come and open up your heart. I'll keep the candles burning, let your body melt in mine. Living in my dreams. You're my heart, you're my soul. I'll keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, staying with you together. You're my heart.
lắng tơi, múa một mình sao nó không đẹp, không đẹp, không đẹp, không đẹp. Em hỡi em ra đây cùng kiều, hát lầm tươi khen anh ngân vang. Trông kìa ấy đôi tay mềm, thân luôn cong làm bông nhịp nhàng. Ô nhịp nhàng, nhịp nhàng, nhịp nhàng. Anh đã nhìn thấy em cười tươi, trong tiếng cười ấm vui bạn bè. Ôi nụ cười sao duyên dáng, la na na y nu na, la na na y nu na. Ơi cô em sầm nữa, nhớ thương anh mà đợi chờ. Ơi cô em sầm nữa, nhớ thương anh mà đợi chờ. Nhớ thương anh mà đợi chờ, nhớ thương anh mà đợi chờ. Đợi chờ anh em.